Xin chào các bạn đã đến với Anno 1800. Đến với video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu các bạn cách sản xuất ra chiếc tàu vận tải hàng hóa 8 slot và giới thiệu sơ về tất cả các loại tàu vận tải trong Anno 1800. Thì trong cái hòn đảo này của mình đã xây dựng hai cái xưởng đóng tàu như trong cái video này. Thì xưởng đóng tàu đầu tiên nó mang tên là Sailing Shipyard, đây là xưởng đóng tàu chuyên cho tàu bùm. Các bạn nó có những chiếc tàu như là Schooner, Gunboat, Brigade, Clipper và Ship of the Line. Thì những chiếc tàu vận chuyển hàng hóa gồm đó là Schooner, Gunboat, Brigade và Clipper. Những chiếc tàu này thì máu rất là yếu và cái khoang chứa hàng của nó từ 2 lót cho tới 4 lót. Thì khi các bạn đã nâng cái thành phố mình lên một cái trình độ kỹ thuật cao hơn, khi đó sẽ có dầu, có điện, mình sẽ đóng được cái xưởng đóng tàu vỏ sắt, nó mang tên là Steam Shipyard. Thì trong đây nó có những cái tàu như là Cargo Ship, Battle Cruiser, Monitor, Oil Tanker, The Great Eastern và Pierpont Monitor. Thì trong cái xưởng đóng tàu vỏ thép này nó có cái chiếc tàu vận tải hàng hóa mạnh nhất là 8 slot, nó mang tên là The Great Eastern. Đây là cái chiếc tàu này. Thì làm sao để sản xuất ra nó, mình sẽ review trước cái mô hình chế tạo cho các bạn xem. Bạn bấm vào cái tab thứ hai này, click vào chế tạo. Đây là chiếc tàu 8 lót của mình. Tốc độ chạy của nó là 11,5 cây số một giờ. Và cái máu của nó là, carbon của nó là 6.500. Nó so với chiếc mạnh nhất tiếp theo đó là chiếc Cargo Ship. Cargo Ship nằm đâu rồi? Đây, chiếc Cargo Ship thì nó sẽ có chở được 6 slot thôi, tốc độ của nó là 12 km một giờ. Có vẻ như Cargo Ship chạy nhanh hơn so với chiếc The Great Eastern. À, chạy chậm hơn các bạn. The Great Eastern nó dài với tốc độ 13,8. Thì để đóng ra được chiếc tàu này, chúng ta cần có những điều kiện như sau. Đầu tiên đó là cái điểm Influence này, cái điểm nằm ở phía trên cùng góc trái là được 10 điểm. Điểm Influence chúng ta có thể nâng cấp từ việc sẽ có thể thu thập được từ cách nâng cái nhà kỹ sư lên cái nhà Scholar. Khi đó chúng ta sẽ được cộng 2 điểm Influence. Khi có được 10 điểm Influence rồi, chúng ta sẽ mua chiếc tàu Great of Piston này bằng cách là vô cái nhà nghiên cứu. Đây là cái khu vực nghiên cứu của mình. Các bạn chọn vào cái nhà nghiên cứu này, sau đó click vào cái mục nghiên cứu. Thì cái mục nghiên cứu này nó chứa rất là nhiều những cái item nên load nó hơi lâu. Và đây là cái bay chuẩn của cái lớp học giả, lớp nghiên cứu. Các bạn sẽ xây theo cái mô hình, các bạn lên Google search những cái map chuẩn của nó và xây ra. Nó gồm có máy phát điện ở hai đầu, nhà chữa cháy, đại học và bệnh viện và cái này là cái nhà cảnh sát. Thì khi đó bạn click vào trong cái Research Institute này, nó sẽ ra được 3 tab. Các bạn chọn vào cái tab bên phải và cùng, khi đó nó sẽ xuất hiện một cái bảng khác. Thì để sản xuất ra được chiếc tàu 8 slot thì các bạn chọn cái tab thứ hai từ trái qua. Đây, mình đang chọn.
thì thời gian để sản xuất ra một chiếc tàu như thế này là mất khoảng 1 giờ 30 phút. Nếu các bạn có lực lượng lao động kỹ sư nhiều thì các bạn sẽ đẩy cái thân này lên, khi đó cái thời gian nghiên cứu nó sẽ giảm lại. Nếu mà tăng cái lượng kỹ sư lên thì thời gian nghiên cứu còn 1 giờ thôi, và cứ thế chúng ta sẽ đợi cho đến khi nào cái thân này nó chạy hoàn chỉnh là chúng ta sẽ được một chiếc tàu Richardson. Khi có được một điểm Richardson, chúng ta sẽ quay trở về với cái nhà, cái xưởng đóng tàu bằng vỏ thép này, và chúng ta lít vô đây và đặt mua thôi. Và khi đó chúng ta phải đợi cho nó chạy hết một vòng tròn nữa thì chiếc tàu nó sẽ được sản xuất ra. Thì chiếc tàu này có nhiều điểm ưu việt, tốc độ chạy rất nhanh, máu trâu, và cái lượng chuyên chở hàng hóa là 8 slot. Nó sẽ giúp cho cái khâu trung chuyển hàng hóa giữa các đảo trở nên thuận tiện, và tốc độ di chuyển cũng rất là nhanh. Và đây, ví dụ mình có thể vô đây mình mua những cái hàng hóa như là vàng, đồng, đồng thô. Sau đó mình sẽ chở nó về cái hòn đảo sản xuất. Rồi chúng ta cùng xem nó di chuyển này. Chiếc tàu chạy rất nhanh. Đây là chiếc tàu hơi nước, vỏ sắt, nên khi nó chạy nó ra một cái cột khói đen như thế này. Với cái sàn trên là bằng gỗ và những cái ống khói để xả hơi nước ra. Tàu này hình như kết hợp luôn chạy bằng dầu. Bây giờ mình sẽ đưa nó về những cái cảng để mình bỏ chất dở hàng hóa xuống, và các bạn có thể sử dụng tàu này để chuyên chở những cái vật nhu yếu phẩm như là máy khâu, cao su nè, và những cái vật phẩm như cà phê, trà, sô cô la, vàng, vân vân, từ New World hay là FSA về Old World. Và đây là cái con tàu chuyên chở cao su từ New World về, nó đã cập bờ cảng ở đây, và mình sẽ di chuyển nó tới cái hòn đảo chuyên sản xuất. Và một điểm lưu ý nữa là khi các bạn mua tàu The Richardson, mỗi lần mua thì nó sẽ tăng một lần điểm nghiên cứu. Chính vì vậy mà cái điểm học giả cần phải được mở rộng liên tục. Và những cái nhà học giả này nó cần có những cái yếu phẩm để duy trì cái lực lượng học giả, như là đồ họp này, áo vest, đèn, và cái này là lẩu ớt, này là điện thoại này, rồi ủng da, trụ rum, nón, và cái này là
trà, và cái này là thảm, đất sét, vân vân, rất là nhiều. Chính vì vậy họ cần rất là nhiều những cái nhu yếu phẩm này, nên các bạn có thể đi qua Ebisa để trở về. Quay qua Ebisa xem là có chiếc tàu nào đang, có hai chiếc tàu. Game này thì hệ thống tàu bờm, tàu thuyền để vận chuyển hàng hóa là một cái phương tiện cực kỳ quan trọng. Nếu các bạn không xây dựng được một cái hệ thống vận tải thông suốt thì thành phố, tất cả thành phố trên những cái hòn đảo sẽ bị gián đoạn nguồn cung, nó sẽ gây ra khủng hoảng về nhân sự cũng như là tài chính. Nếu như lực lượng lao động không đủ nguồn cung thực phẩm hay những nhu yếu phẩm cần thiết thì họ sẽ rời đi. Khi đó thì thành phố sẽ thiếu lao động và dẫn tới rất là nhiều những cái hệ quả, như là cái nguồn tiền nó sẽ giảm và thành phố sẽ âm nợ. Chính vì vậy lúc các bạn phải xây một cái hệ thống vận tải bằng đường biển với những chiếc tàu hiện đại nhất để giảm thiểu rủi ro khi di chuyển trên biển, như là ngập cướp biển hay là những cái tàu của nhà địch nó sẽ áp sát và nó sẽ tấn công. So với chiếc tàu nhanh nhất The Ritz Eaton này, chiếc chậm nhất nó sẽ có tốc độ chạy là 5,5 cây số một giờ, là chiếc schooner. Tiếp theo á là chiếc frigate, frigate như mình đã bán hết rồi. Và tiếp theo là chiếc clipper, clipper này tốc độ chạy của nó là 6,9 cây, nó nhanh hơn chiếc schooner tí xíu thôi. Những chiếc tàu này rất là dễ bị tấn công và dễ có lượng máu rất là thấp. Chính vì vậy chúng ta cần phải nâng cấp nó lên thành những chiếc tàu vỏ thép có tốc độ chạy nhanh và sức chở nhiều hơn. Trong quá trình phát triển thành phố, các bạn có thể sản xuất thật nhiều xà bông để bán cho cái bến cảng này, Eli Wiswork Harbor, để duy trì cái nguồn tài trợ trong thành phố.
Ok rồi, video mình xin phép được dừng ở đây và xin chào, hẹn gặp lại.